Xin được kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Phong thủy Tam Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này thì Diễm Quỳnh chúc cho tất cả quý vị gặp nhiều may mắn và sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị và các bạn thân mến, tử vi học có nói, mỗi con giáp sinh ra đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có những mệnh chủ mang số phú quý, làm gì cũng được đại cát đại lợi. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có những mệnh chủ phải bước vào trung vận thì mới có thể phất lên giàu có được. Trong tháng 2 âm lịch năm 2022 này thì chắc hẳn quý vị và các bạn cũng đang tò mò về vận trình, vận mệnh của mình trong tháng 2 âm lịch sẽ có những chuyển biến ra sao, đúng không ạ? Các nhà tử vi học đã dự đoán rằng con giáp này có vận may trúng số khi bước vào tháng 2 âm lịch, tiền bạc ùn ùn kéo về, giàu có nhất vùng. Do được thần tài chiếu cố ban lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ, cho nên con giáp này sẽ gặt hái được rất nhiều những thành quả lớn lao trong tháng 2 âm lịch này. Sự thành công của con giáp này đôi khi khiến cho không ít người phải ganh ghét đố kỵ, nhưng cũng không kém phần kính nể. Vâng, và trước khi bước vào nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay thì quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể cập nhật được những thông tin hữu ích trên kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng bước vào phần luận giải chi tiết về tử vi của những gia chủ tuổi Nhâm Thìn trong tháng 2 âm lịch này. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Tính cách của người tuổi Nhâm Thìn có nạp âm trường lưu thủy, thường rất sôi nổi, hiếu động, không thích ngồi một chỗ hay không làm việc gì. Họ ưa cuộc sống biến đổi, nhiều thay đổi nên hay đi đây đi đó, đi chơi, du lịch, dã ngoại. Người này cũng rất thích làm việc, hay nói chuyện với người khác và có niềm đam mê với thể thao. Do nội tâm luôn biến động, đầu óc nhanh trí linh hoạt nên những người tuổi Nhâm Thìn mệnh trường lưu thủy học rất giỏi các môn toán, khoa học tự nhiên. Thói quen suy nghĩ tư duy của họ giống như một chất gây nghiện, tựa như chính những dòng chảy dài đến vô tận. Người tuổi Nhâm Thìn mệnh trường lưu thủy có đức tính siêng năng, miệt mài của một dòng sông trở nặng phù sa, bồi đắp cho cuộc đời đầy hoa thơm và trái ngọt. Cảm xúc của người này cũng rất linh hoạt, đa dạng, có nhiều cung bậc khác nhau. Tử vi tháng này cho thấy gia chủ sẽ gặp được nhiều may mắn, mọi mặt trong cuộc sống đều tiếp diễn một cách bình ổn, bản mệnh nghĩ thoáng hơn về mọi việc nên tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe. Tình hình tài chính nói chung ổn định, dù không tiền bạc ngập két thì vẫn dư giả cho những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống. Tình cảm không có nhiều biến động, gia chủ nhận được sự chăm sóc và tôn trọng đến từ con cháu trong nhà, quan hệ hàng xóm láng giềng cũng hòa hợp. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Quý Âm Thủy nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ Nhâm Thìn trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, gây ảnh hưởng tới bản thân. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng này, gia chủ không phải đối diện và xử lý nhiều việc khó giải quyết, đồng thời cũng biết rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình là sức khỏe và niềm vui. Chính vì thế mà bản mệnh đã không còn so đo, tính toán hoặc nhúng tay vào quá nhiều việc. Bạn bắt đầu dành nhiều sự tin tưởng cho con cháu trong nhà để con cháu tự giải quyết nhiều việc quan trọng. Nhờ vậy mà cuộc sống của bạn trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trong các công việc hàng ngày, người tuổi này nên biết lượng sức mà làm, không nên làm việc quá sức, dễ khiến cơ thể mệt mỏi, thậm chí là tổn thương không đáng có. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Nhâm Thìn để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Khoản tiền tích góp được từ trước đó có thể giúp bản mệnh sống thoải mái mà không phải lo đến việc túng thiếu. Thêm vào đó, bạn thường xuyên nhận được sự quan tâm chăm sóc của con cái nên hoàn cảnh sống đa phần là dư giả. Ở độ tuổi này, người làm ăn kinh doanh cũng cần phải chú ý đến việc nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe nhiều hơn, chớ vì những đồng tiền lời lãi mà làm việc quá độ, dễ khiến cơ thể mệt mỏi, phải tiêu tốn tiền trên phương diện sức khỏe.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Đã đến độ tuổi này, gia chủ cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều hơn, đặc biệt là tránh làm việc quá sức, dễ gây ra những tổn thương khó chữa trị. Gia chủ cũng nên duy trì tập thể dục phù hợp với sức của mình để cải thiện sức khỏe. Trong tháng này, gia chủ khó tránh những bệnh người già liên quan đến xương khớp, thị lực hay thần kinh. Tháng này, gia chủ nên tránh việc di chuyển sửa sang nhà cửa. Người cao tuổi cần phải chú ý bảo vệ sức khỏe, không tạo cơ hội cho các chứng bệnh cũ tái phát. Nếu chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe một cách hợp lý thì có tác dụng nâng cao sức khỏe, giúp tinh thần thư thái vui vẻ, đồng thời cần có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, hợp lý. Nếu con cháu trong nhà bận rộn, không có thời gian chăm sóc bầu bạn, mệnh chủ có thể tham gia các hoạt động phù hợp với sức khỏe của mình, tăng cường giao lưu với những người cùng độ tuổi sẽ giúp cải thiện tâm trạng. Các quý gia chủ tuổi Nhâm Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Nhâm Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này gia đạo cát lành, gia chủ đối nhân xử thế hài hòa, thường tạo được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Nếu sống một mình, người tuổi này thường nhận được sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng, cuộc sống không có nhiều biến động, mối quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên biết quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Con cháu trong nhà đa phần đều ngoan ngoãn, nghe lời. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim. Tháng Mão, lục hợp tốt, tam hợp mùi và hợi thành mộc cục, xung dậu, hình tý, hại thìn, phá ngọ và tuyệt thân. Đối với người tuổi Nhâm Thìn trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 2 năm 2022, tức ngày 10 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 2 năm 2022, tức ngày 22 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Thìn trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 7 tháng 2 năm 2022, tức ngày 9 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 2 năm 2022, tức ngày 21 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người tuổi Thìn trong tháng 2 âm lịch. Qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 2 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.